nay là em mua xoài này là em mua 1 cân thôi, cô ấy cứ đưa 1 cân mốt ấy. Thế là em chẳng muốn, em chẳng đủ tiền ấy, chỉ đủ được 1 cân thôi. Thế là em quyết định đổi 2 cái bánh rán này, 2 cái bánh rán này để lấy 1 cân, à lấy 1 lạng xoài. 1 lạng xoài là bao nhiêu gram? 10 gram. 100 gram. 100 gram. Ngờ. Đấy, anh thật không? Hay buffet. Thật không? Thật không? Thông minh chưa? Nghĩ đấy là 35.000 một cân đúng không? 35.000 một cân vị chi là 3.500. 3.500 một lạng đúng không? Wow. Hồi 2 bánh rán là 1.000. Ôi chết rồi. Cô lỗ 500 đồng. Ôi chết rồi. Để em tính lại nào. Đúng rồi, bánh rán 2.000 một cái. 35.000 một cân đấy. Ờ. Thì một lạng sẽ là 3.500. Ờ. 3.000 rưỡi thì chết rồi, hai cái bánh rán của mình 4.000 cơ mà. Lúc ấy em tưởng em nãy lại là em vui lắm. Ui giời ơi. Bây giờ đi ra thì đòi lại được không? Đòi đi, đòi 500 đồng em. Đáng ấy thì được một cái thôi. Một cái rưỡi. Một cái thôi mình còn lãi. Ừ.